Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 12 2021. Chúng ta tiếp tục học tập quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Học đến tập 30. Những đức hôm qua gặp mấy vị này, họ ở Cần Thơ đến đấy. Cái nhân duyên nó chồng trong cái nhiều đời nhiều kiếp làm sao quý vị. Đặc biệt bởi vì kết cái duyên thiện với tất cả chúng sanh thù thắng lắm. Vừa gặp nhau lần đầu thôi, nhưng cái duyên thì các vị này thì ở xa mình nhưng có nghe mình chia sẻ Phật pháp, cái tâm cung kính, cái tâm tu hành, dù điều kiện gia đình của họ khá giả, có địa vị xã hội, nhưng họ nghe họ có một cái tâm quý kính rồi họ chịu tu hành. Nó đã có duyên sâu với nhau như vậy thì quý vị biết cái sự sắp xếp của Phật A Di Đà ngộ đặc biệt. Bởi vì cái gì mình cũng nói Phật sắp xếp hay. Thì những đức chia sẻ Phật pháp, những đức đi xuống dưới nhà ăn, chia sẻ xong đi xuống dưới nhà ăn, thì quý vị biết rằng là họ cũng vừa đến nhà gặp nhau và nói chuyện. Nói chuyện tính ra cũng cả tiếng đồng hồ. Những đức tặng quà rồi cho họ, hướng dẫn họ phương pháp tu rõ ràng. Tại vì họ chỉ nghe mình nói chuyện chứ chưa trực tiếp. Khi gặp đủ duyên, khuyên họ chuyên niệm Phật, tiếp nhận liền. Nhìn từ những cái việc mà mình gặp nhau mà nói chuyện rất vui vẻ, hoan hỷ, không có sự khách sáo gì nặng nề. Thì mình thấy thiện duyên rất đặc biệt. Mà thiện duyên khi con người với con người gặp nhau đặc biệt như vậy là do chồng mà ra. Giống như năm xưa Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không còn trẻ, đi học đạo với thầy Lý Bỉnh Nam. Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không từng hỏi thầy Lý Bỉnh Nam, thầy của mình: người giảng pháp giảng hay người nghe đông, giảng dở thì nghe ít, ít người đến nghe. Nguyên lý này con xin bạch thầy có đúng hay không? Thầy Lý Bỉnh Nam, thầy nói rằng không. Quan trọng là có duyên nhiều hay có duyên ít. Có duyên nhiều dù có giảng dở người ta cũng nghe đông, mà có duyên ít dù có giảng hay người ta cũng nghe ít. Cái quan trọng là bạn có duyên với chúng sanh nhiều hay không. Nên có những người chia sẻ Phật pháp mà người ta nghe triệu người thì quý vị nhân duyên của họ đặc biệt thù thắng, duyên quá lớn. Nhưng quý vị bình tĩnh suy nghĩ lại, cái chia sẻ của họ không hợp cơ ngay Đức Phật Quyền Ký, nên chúng sanh của chúng ta, duyên phước của mình tuy gặp Phật pháp nhưng lại không gặp được pháp môn niệm Phật. Thí dụ như giảng về nhân sinh, giảng về cái việc bình thường vui vẻ, có những vị thiện duyên cực kỳ lớn, người nghe có triệu triệu người. Nhưng mà để người gặp pháp môn tịnh độ mà tin, thì trong kinh Vô Lượng Thọ, chính Kim Khẩu Đức Phật nói rằng người không đủ thiện căn phước báo nhân duyên gặp tịnh độ không tin nổi. Không tin. Có thể họ nghe các pháp khác họ không tu nổi đó, nhưng mà họ vẫn thích nghe. Nhưng một câu Phật hiệu này đúng là
không phải đơn giản chút nào. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng thuyết từ trong kinh giáo, ngài nói rằng pháp khó tin. Pháp khó tin. Đại Lão Hòa Thượng ngài nói rằng nếu người nghe vừa nghe mà tin thì Đức Phật đâu có nói là pháp khó tin. Nếu người tu mà không bỏ cuộc thì đâu có nói rằng pháp khó tin, và người không đủ thiện căn phước báo nhân duyên thì không tu được pháp này. Nên chúng sanh chúng ta rất nhiều người không đủ thiện căn phước báo nhân duyên, có nghe cũng không tin, có tu cuối cùng cũng bỏ, là vì không biết cách bồi dưỡng bổ túc. Nên mình mỗi ngày bồi dưỡng bổ túc một số người không đông, một ngày mấy ngàn người, chúng ta cùng bổ túc hoài từ đây đến khi bỏ báo thân này, điều gây dựng tích nguyện để cầu sanh cực lạc. Nên buổi sáng thì chúng ta học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, buổi chiều thì quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Đây gọi là tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc, tuyệt vời. Cứ bổ túc mãi đi quý vị. Nên gặp những người hữu duyên như vậy là do đã từng kết duyên tịnh độ mà gặp nhau, tuyệt vời như vậy. Nói chuyện kẻ nói người nghe, người nghe người nói, hay quá, tuyệt vời quá. Không có lời khách sáo gì cho nó nặng nề quá. Buổi nói chuyện tuyệt vời, vui vẻ, ấn tượng đẹp vô cùng, quá đẹp. Nên nguyện Tam Bảo gia hộ cho hàng Phật tử khắp nơi nơi, dù chúng ta bây giờ nghe qua như vậy, nhưng những đức cũng nguyện làm sao quý vị càng phát bồ đề tâm kiên cố niệm Phật. Nhưng quý vị cứ bổ túc ngay có Phật hiệu và mỗi ngày nghe như vậy thì nhất định sẽ gây dựng tính nguyện kiên cố và sẽ sống an vui, an lạc chắc chắn. Phải nhớ. Nên gặp tịnh độ đúng là đại phước báo đại nhân duyên. Nên duyên của những người rất là lớn, họ đã trồng trong nhiều đời nhiều kiếp, nhưng tiếp tục trồng nhiều đời nhiều kiếp nữa. Tại vì sao? Phải chi họ giảng ngay tịnh độ, khuyên người niệm Phật thì thôi, chúng sanh đại phước báo đại nhân duyên rồi. Bây giờ quý vị coi, bây giờ mấy ngàn người mỗi ngày chúng ta cùng học tập, phần nhiều người nào gia đình cũng thờ Phật và có thời khóa tu. Nếu như tất cả những người chia sẻ Phật pháp mà nhà người nào cũng có phương pháp tu rõ ràng hết trơn, tu được, áp dụng tu trong gia đình sáng tối, niệm Phật lễ Phật, tâm an lạc, tâm khoan dung tha thứ, tin sâu nhân quả, thì quý vị coi kiếp nạn nhân sinh này quá giải rồi. Nhưng cái người giảng tịnh độ như chúng ta thì cái lượng người nghe được vài ngàn người cũng là thấy quý. Nhưng có những vị giảng có thể chịu chịu người nghe, nhưng dạy gì cái việc niệm Phật thì rất hờ hợt, hiếm vô cùng. Vì coi có đúng không? Nên hôm qua nhà Đức nói với gia đình đó, nhà Đức nói một câu rằng có khi mình tiếp nhận Phật pháp nhưng mà cái sự tu của mình chưa có rõ ràng. Họ nói dạ đúng thầy ơi, tu chưa rõ ràng. Và nhà Đức nói với cái người chồng một câu, nhà Đức nói có khi anh nghe Phật pháp mà anh thấy Phật pháp rất là cao, có những người giảng rất là cao, giống như bây giờ một cái món đồ quý vô cùng mà để lóc nhà anh cứ nhảy nhảy lên chụp 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 mà chụp không được, thì cái món đồ quý này còn cái giá trị gì nữa, tại anh lấy không được. Như một mâm đồ ăn nấu thiệt là ngon dọn lên mà không cho anh ăn, dù nó có ngon cỡ nào đi chăng nữa, anh có no không? Ví dụ như anh học được bằng cấp này, bằng cấp kia, bằng cấp nọ, nhưng anh không sử dụng được những bằng cấp này thì cái bằng cấp này có ý nghĩa gì không? Không. Bây giờ anh nghe Phật pháp mỗi ngày mà anh không áp dụng trong cuộc sống của anh, anh chỉ nghe bùi tai lúc đó thôi, nhưng mà không có đem tất cả những lời dạy này để áp dụng trong cái cuộc sống hàng ngày, thì Phật pháp có lợi ích gì không? Không. Bây giờ nguyên một đống kinh thiệt là to, kinh in rất là đẹp,
để trong tủ đóng mỗi ngày. Dạch kinh ra đọc cũng không được luôn, toàn là những dòng chữ mình đọc không được. Đây gọi là đại kinh. Như vậy thì kinh này trưng trong tủ hoài luôn, không ai đọc đến để áp dụng lợi ích cho mọi người. Vậy thì nó có kết quả không? Không. Pháp của Phật là gì? Pháp của Phật là để áp dụng cho tất cả con người trong cuộc sống nhân sinh. Nên khi người nghe pháp, người biết tu hành, thì mỗi một con người có trách nhiệm hết lòng hết dạ. Làm chồng thì có trách nhiệm làm chồng, là điểm nương tựa của vợ. Mình phải gây dựng một cái lòng tin cho người ta yên tâm nương tựa vào mình. Làm vợ thì chung thủy, làm chồng thì cũng chung thủy. Như vậy thì mới gây dựng được lòng tin. Làm vợ thì lo việc gia đình, dạy con cái đàng hoàng. Nên nói rằng người đàn ông như lửa, người đàn bà như nước. Còn nếu như bây giờ mình người là người đàn bà mà như xăng dầu, người đàn ông mà nóng, mình chế xăng dầu vô thêm thì cái như cháy nhà. Nên khi học Phật rồi, người đàn ông có khi người ta nói chuyện cứng khỏi vài câu, nhưng mình học Phật rồi cả người đàn ông mình cũng không nên. Có ai mà thích uống nước sôi đâu quý vị. Một là nước đá lạnh, hai là nước ấm ấm, chứ nước sôi ủng ục ai mà uống được. Mình cũng uống không được, vậy thôi mình đừng có đem cái sự bực bội sân hận đó mà mình đổ cho người ta. Mình là người học Phật nên bình tĩnh suy nghĩ. Lỡ mình gặp một người chồng còn nóng tính thì mình là người phụ nữ, nó dịu được cái tâm nóng tính đó cho người chồng thì gia đình bình yên. Đó là học Phật áp dụng rõ ràng đó quý vị. Cái chữ nhẫn nó hay. Nên Phật Pháp nó áp dụng vào từng gia đình, từng con người. Khi học Phật là có kết quả. Còn nếu như bây giờ mình học Phật mà mình chỉ nghe bùi tai thôi, nó không giải quyết được vấn đề gì. Và những điều chia sẻ đó mình cũng không áp dụng được luôn. Nghe rất là hay, nó cứ đeo theo nghe hoài, nhưng không có một phương pháp tu giải thoát. Tại vì chính họ cũng không thể nào tu những phương pháp đó được. Dù họ có giảng dạy đi chăng nữa thì họ cũng nói theo cái văn tự ghi sẵn, chứ họ cũng không áp dụng tu được luôn. Họ đã không áp dụng tu được thì làm sao họ dạy mình một phương pháp tu. Còn câu A Di Đà Phật này, đi đứng nằm ngồi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hôm qua những đức nói gia đình, những đức nói, bây giờ anh chị cứ nghĩ đi, cái kết quả của niệm Phật khi mình vừa sân hận, nếu mà như mình nhớ được mình niệm một câu A Di Đà Phật là tức khắc đè phục liền. Nên thường ngày mình đã thường niệm câu Phật hiệu này để gây dựng thành một cái lực rất mạnh niệm Phật. Khi đụng sự việc gì thì mình có điểm nương tựa, đó là niệm A Di Đà Phật. Hay vô cùng. Nên người nghe pháp là phải có một cái phương pháp tu ở gia đình mà mình tu được, hướng dẫn người được. Thí dụ như một phương pháp tu mà rề rà quá, làm sao biết vị trí là tu đây. Bây giờ mình biết đọc chữ, mình biết đọc kinh thì mình tu được. Còn bao nhiêu con người, có những người người ta không đọc được, có những người già yếu, nhưng mà pháp môn niệm Phật này trẻ cũng tu được, mà già cũng tu được, nằm chỗ cũng tu được, bệnh đau đều tu được hết. Vì chỉ phần nhiều là A Di Đà Phật. Một câu Phật hiệu này niệm tới cùng nên gặp ai cũng chỉ dẫn rất dễ. Nên tổ sư mới nói rằng tụng kinh không bằng trì chú không bằng niệm Phật. Vì sao nói cái câu không bằng? Pháp của Phật là bình đẳng, vì sao nói không bằng? Không bằng đây là kinh nhiều hơn chú. Chú vì sao không bằng niệm Phật? Vì chú nhiều hơn câu Phật hiệu. Cái khó là ngay chỗ rề rà khó khăn. Khó làm. Nhớ nghe. Khó làm. Nên không bằng. Còn một câu Phật hiệu thì rất tiện lợi. Rất tiện lợi nên thành tựu lớn hơn. Nên câu Phật hiệu này tuyệt vời là tiện lợi. Phải nhớ. Nên mỗi một người chúng ta
phải nhận thức chỗ này. Khi nhận thức được chỗ này rồi thì nhất định quý vị sẽ gây dựng được tính nguyện niệm của Phật hiệu này. Và mỗi người chúng ta để ý rõ ràng mình là người niệm Phật, hướng dẫn người niệm Phật cũng rất là dễ. Nên những đứa đưa ra cái thời khóa niệm Phật lễ Phật là vì sao? Vì mỗi người ai cũng tu được. Người khỏe thì niệm Phật, có thể ngồi ở dưới gạch của mình ngồi xếp bằng. Người chân đau thì có thể bắt ghế ngồi. Người khỏe có thể lễ Phật, còn người bệnh đau cũng có thể ngồi trên ghế đó niệm Phật theo. Nên phương pháp này mới gọi là đặc biệt thù thắng à. Điều áp dụng được hết. Nhưng một câu Phật hiệu này, người phớt ngang đi ngang là được lợi ích, là gieo cái duyên đắc độ về sau cho người ta. Rồi mỗi ngày chúng ta nghe chia sẻ gì để gây dựng tính nguyện, quyết chí đời này phải niệm Phật giảng sanh. Cái việc này quan trọng này quý vị. Nên ngày nào mình cũng nhắc nhau là quyết chí đời này phải niệm Phật giảng sanh, quá quan trọng đó. Nên hàng Phật tử họ vừa đi đến chùa được thì rất là nhiều người gặp những đức họ đều nói một câu rằng: trời ơi, thời điểm dịch bệnh không đi đến chùa được, mà ngày nào thầy cũng chia sẻ Phật pháp. Bệnh đau, thầy bệnh đau chỉ nghỉ 2 ngày, thầy tiếp tục lên chia sẻ Phật pháp. Còn mệt vẫn lên chia sẻ Phật pháp. Vì sao? Vì phải nuôi cái tính nguyện này. Phải nuôi tính nguyện này. Thì khi là lết bánh đi không nổi thì chịu thua. Nhưng còn lết được, còn bò được, còn ngồi được, rung rung chăng nữa cũng nói chuyện, chia sẻ để cùng phát tính tâm, tính nguyện. Nên nhiều Phật tử nói rằng: trời ơi, có một phương pháp tu thì đưa ra tiện lợi vô cùng. Cả nhà lúc trước thì gia đình không chịu tu, nhưng trong thời điểm dịch bệnh họ sợ, họ vô tu chung với con luôn. Tự nhiên vô niệm Phật lễ Phật, họ nói an lạc quá. Rồi con bắt những buổi chia sẻ của thầy lên, họ nghe luôn. Rõ ràng là thiện duyên đến lúc chín mùi. Thì hôm giờ rất là nhiều đoàn đi đến đây gặp, và họ nói thiệt tình mà nói, ở nhà có phương pháp tu, sáng tối niệm Phật lễ Phật, thời khóa chỉ có 1 tiếng đồng hồ, tiện quá. Rồi mỗi ngày bấm số niệm Phật, thầy cứ nhắc niệm Phật hoài. Nên đúng, rõ ràng trong thời điểm dịch bệnh cực điểm, nhiều người lo sợ hãi, mà những người niệm Phật như chúng con thì rất là bình yên. Nếu như mà buông ra, chúng con không được nghe thầy chia sẻ và không có phương pháp niệm Phật thì rồi chúng con cũng bị cuốn luôn, sợ, lo, bất an luôn. Nên chúng ta cần mỗi ngày nhắc nhở để bình an cái tâm, bổ túc hoài, gây dựng lâu ngày thì tâm kiên cố, kiên định, thì chắc chắn là ở thế gian này kiếp nạn gì chúng ta cũng rất bình tĩnh niệm Phật. Vì phải nhớ cái câu thử thách mà thôi. Hay, hay vô cùng. Nên quý vị coi, dù là một cái quạt, bây giờ những đức cũng đem pháp môn tịnh độ để trong đây, một cái quạt thôi, dùng đa dạng phương tiện. Một cái quạt màu vàng thấy sáng sủa, nên Tết nhất mà tặng cái quạt này đúng là món quà ý nghĩa. Quạt tất cả những sự săn hẳn khó chịu, những quán khí bay đi hết. Nhìn cái vạt màu vàng ý nghĩa vô cùng đó. Đó, nhìn những dòng chữ nhắc nhở mình niệm Phật, hay, tuyệt vời vô cùng. Nên chúng ta mỗi người niệm Phật đã biết được pháp môn tịnh độ này quá thù thắng, chân thật, dùng đa dạng phương tiện để giới thiệu pháp môn tịnh độ. Tết năm nay máy nghe pháp, máy niệm Phật, máy bấm số, tóm tắt là pháp thí trong chùa mình, bây giờ cửa khẩu người ta đóng lại, về không được. Đúng là thiệt thòi lớn. Chứ mỗi năm bao nhiêu chục ngàn pháp thí hàng Phật tử khắp nơi đặt, rải rộng ra khắp nơi nơi, kết nhân duyên cho thăng bằng quyến thuộc cho tất cả chúng sanh. Năm nay sạch sẽ. Vài bữa nếu có những đức giới thiệu cho quý vị, báo cho quý vị biết. Còn bây giờ sạch sẽ hết quý vị. Thôi, bây giờ chúng ta chân thật niệm Phật. Bây giờ chỉ còn đặt được cái quạt này, nó chiều 30 tặng cho quý vị. Khi về đây buổi chiều
nó cũng một số vị đặt để kết duyên, hay vô cùng quý vị. Ừ. Mà thời tiết lúc này lại nóng nảy nữa chứ, tự nhiên cầm cái quạt quạt mà như Đức rất thích nghe. À, lúc nào cũng thường cầm cái quạt, ngồi đâu quạt quạt nhẹ nhẹ quạt chút, rồi cái tự nhiên nhìn vào cái dòng chữ, nhìn vào dòng chữ nó thích thú đó quý vị ơi. Đó, quý vị tặng người ta cái quạt, quý vị phải nhắc người ta gì đó, thấy không? Cầm quạt quạt chút nhìn để nhắc mình phải niệm Phật, tự nhiên nhìn vào nhớ niệm A Di Đà Phật, động viên, thấy chưa? Một cái quạt thôi cũng là truyền tịnh độ, hay vô cùng. Phải có một cái tâm chân thật như vậy mà làm thì nhân duyên thù thắng lắm quý vị. Đi đâu cũng đường thường đeo máy niệm Phật để nhắc nhở mình niệm Phật, mà người ta nghe được cũng gieo cái duyên. Quý vị chỉ cần có một cái tâm cho người ta thấy được danh hiệu A Di Đà Phật, nghe được danh hiệu A Di Đà Phật, quý vị có cái tâm đó là có phước. Nên như Đức thường khuyên tất cả những người ngoài chợ buôn bán cái gì, mình là người tu tịnh độ, để cái máy niệm Phật ngay cái chỗ buôn bán. Người ta nghe viết rồi, quý vị coi cái phước duyên, cái nơi buôn bán nó đặc biệt lắm, tuyệt vời lắm. Chân thật mà làm đi. Nên có cái cô Diệu Thường, cô tặng mấy cái cục đá mà chữ Nam Mô Di Đà Phật, quý vị, cái duyên đi kết khắp nơi. Chứ cổng chùa mà bây giờ để hai cục đá chữ Nam Mô Di Đà Phật, vừa bước đến cái là thấy đúng là chùa chuyên tu tịnh độ. Dùng cái cách này cách duyên, cô đem đá cô cúng dường chùa chiền. Nếu mà trước cửa nhà mình mà để cục đá đó, đúng là đặc biệt. Quá đặc biệt. Người đi qua kẻ đi lại nhìn cái Nam Mô A Di Đà Phật. Có những người người ta để trên cái cổng nhà của người ta chữ Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là xin tưởng niệm A Di Đà Phật, người ta để. Kẻ đi qua người đi lại nhìn được, dù là vui vẻ hay không vui vẻ cũng kết được thiện duyên, gieo cái nhân đắc độ về sau. Đa dạng cách để tu duyên tu phước thù thắng, nên chân thật mà làm những điều như Đức nêu lên đó. Chân thật mà làm. Đi ra ngoài chợ mua đồ, đeo cái máy niệm Phật trong cổ mình, khi mua đồ xong trả tiền người ta thối tiền lại. Lúc trước mình chưa biết niệm Phật, mình cảm ơn chị, cảm ơn anh, bây giờ mình A Di Đà Phật, người ta cũng kinh ngạc, ủa tại sao A Di Đà Phật. Nhưng mà họ nghe như vậy thôi cũng gieo được vào chủng tử, họ gieo cái duyên đắc độ về sau. Và tất cả những người nghe câu Phật hiệu này, mình phát nguyện đời này mình niệm Phật sanh Cực Lạc, thì có thiện duyên hoàn toàn, thường nguyện trở lại thì độ họ được gì đã có duyên. Đặc biệt chưa? Nếu như mình không có được nhân duyên gì, dù mình có thành tựu nhưng trở lại mình lấy ai để độ đây? Nên mình là người tu tịnh độ á, trong kinh giáo Đức Phật đã nhắc nhở mình không thể nào dùng một chút xíu thiện căn phước báo nhân duyên mà được sanh về thế giới Cực Lạc. Nên người tu tịnh độ là người đầy đủ thiện căn phước báo nhân duyên, mà ngay cái chỗ kết duyên thù thắng nhất là gương mặt, quý vị. Mình tu làm sao nội tâm mình an lạc vui vẻ. Khi nội tâm an lạc vui vẻ rồi thì quý vị vừa gặp ai là tu phước tu duyên liền, vì gương mặt tươi vui vẻ. Còn nếu như cái mặt ủng ục, đi đâu cũng không biết chào hỏi ai, thì đoạn duyên đoạn phước. Nhớ. Mình dạy con cháu mình đi đến đâu cũng chào hỏi người, đi đến nhà người ta chào hỏi một tiếng, đi đến chùa gặp cái thầy chào hỏi. Cái tâm chân thật đó kết duyên thì tức khắc việc gì cũng tiện lạc. Còn có cái miệng mà không biết mở miệng ra chào hỏi người, biết niệm Phật mà gặp người không biết chào hỏi ai với Đà Phật, miệng nở nụ cười, thì đoạn duyên đoạn phước. Nên cái tín nguyện niệm Phật phải gầy dựng, rồi nhân duyên thế gian chân thật để kết. Mọi cách đều có tu, có tu, có tu, đều 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 hết. Gặp chỗ nào tu được chỗ này, tu duyên tu phước thù thắng. Nên người tu của chúng ta phải cảm thấy tự tại an lạc, ai gặp mình cũng cảm thấy tự tại an lạc. Người tu hành của chúng ta vui vẻ dễ tính, ai gặp chúng ta cũng cảm thấy gần gũi và thích thú. Vậy thì tu phước tu duyên đặc biệt thù thắng. Mình như cũng hít 500 nhưng người ta tự nhiên thích đến gần. Còn nếu như người tu hành mình mà nặng nề khó chịu, bực bội, sân si, nhìn mặt ngầu ngầu, thì ai gặp mình cũng tránh xa, thì tự nhiên đoạn duyên đoạn phước. Nhớ.
nên hàng Phật tử hay người xuất gia gì, chúng ta nghe như vậy, chúng ta nên tu trở thành người dễ tính, người quan hệ, người tha thứ, khoan dung. Nhưng trong cái dễ tính có một cái sự nghiêm khắc, đúng nở đúng chỗ. Vậy thì tuyệt vời vô cùng, lợi ích rất là lớn. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả hàng Phật tử khắp nơi nơi chúng ta nghe mỗi ngày học tập như vậy, quý vị gây dựng được tín nguyện kiên cố, cả đời niệm có Phật hiệu này, quyết chí đời này giảng sanh cực lạc, và chúng ta hẹn gặp ở thế giới cực lạc nha quý vị. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.